Thực hiện chính sách phát triển du lịch theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giúp cho các tổ chức cá nhân có thêm nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp địa phương phát triển du lịch bền vững, ghi nhận tại huyện Na Hàng. Tranh thủ những lúc nông nhàn, đội văn nghệ thôn Khâu Tràng lại cùng nhau tập luyện các bài hát, điệu múa. Ai cũng vui bởi giờ đây họ đã có đủ các trang thiết bị, đạo cụ, trang phục dân tộc để biên đạo, dàn dựng thêm các tiết mục mới phục vụ khách du lịch khi đến với Hồng Thái. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh 09 thì đội của chúng em là được hỗ trợ trang thiết bị để phục vụ trong công tác chúng em, phong trào chúng em đi hoạt động múa và biểu diễn các nhà hôm Tây ạ. Chúng em mong muốn sẽ thành trước tới đây sẽ thành lập nhiều đội hơn nữa để chúng em đáp ứng được du khách thập phương nhiều hơn nữa. Khi được hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển thì đội văn nghệ chúng em đã được tập luyện và đi diễn tại các nhà hôm Tây khi du khách đến với Hồng Thái. Là một người trẻ tuổi nhất đội thì em muốn lưu giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc Giao Tiền và muốn các du khách gần xa biết đến Hồng Thái nhiều hơn ạ. Tại làng văn hóa du lịch cộng đồng Hồng Thái, hát múa báo dung của người Giao, hát then cọi của người Tày, các nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được gìn giữ và phát huy thông qua các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân tộc. Để làm được việc này, có sự hỗ trợ quan trọng của Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhờ đó, nét văn hóa truyền thống vừa được trao truyền, vừa giúp du lịch phát triển khi du khách đến đây tìm hiểu về văn hóa và con người địa phương. Qua những năm gần đây thì du khách đến với Hồng Thái ngày một đông hơn. Để duy trì và thu hút thì Ủy ban Nhân xã đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang tu sửa, trong đó triển khai cái Nghị quyết 09 hỗ trợ cho phát triển du lịch. Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân tỉnh thì đối với Na Hàng thì cũng trong thời gian vừa qua thì thực hiện nó cũng đem lại cái hiệu quả đối với lại các làng văn hóa, hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị để cho các đội văn nghệ của các thôn có điều kiện, có cái nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị để các câu lạc bộ văn nghệ như là câu lạc bộ hát then, câu lạc bộ hát báo dung có cơ hội để có những cái cơ sở vật chất để tập luyện, để phát huy những cái giá trị bản sắc văn hóa. Tính đến nay đã có 54 cá nhân và 13 tổ chức được nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng theo Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chính sách này đã giảm bớt được khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển du lịch bền vững.